Nó bữa nay đỡ đỡ đau hơn mấy đợt trước rồi. Mấy đợt trước đâu có nhiều quá đâu mà đỡ đau. Mấy đợt trước dòng trái kia. Mấy đợt trước ít đúng không? Thấy đợt này có nhiều, mấy đợt trước làm gì có dịp mua đi đâu. Tôi mua mấy đợt trước nhiều hơn nhé. Mình trước có quay video không? Không biết, không để. Nhìn kiểu đâu con bé nhà đối diện mình. Nhìn nó tưởng đâu con bé đứng ốp lắm. Phi phản quá. Đào xuống chị ơi. Wow, cái xỉ quá rồi luôn á.
Anh đợi cho con coi quay hơi bật khớ nữa. Hòa mắt con ạ. Chị nhìn to con đỡ đó. Em nhìn cái ví này. 30, ôi anh tích cái ví này 300. Lộn thịnh, hình lộn lửng.